Hello, chào tất cả các anh em, chào mừng mọi người đến video của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em top 10 chai nước hoa dùng cho mùa xuân 2020. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 đây là một chai nước hoa rất là quen thuộc của nhà Chanel. Nó có tên là Chanel Allure Sport All Extreme. Nhẹ nhàng, quyến rũ và cực kỳ đa dụng. Đây là chai nước hoa mà anh em có thể dùng được các dịp và mọi ngày, không vì gì phải lăn tăn cả. Và nó có một cái độ thu hút rất là tốt cùng với khả năng bám hương cực kỳ là ok. Đó là Chanel Allure Sport All Extreme. Chai nước hoa số 10 đầu tiên mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ở vị trí số 9 đây là một sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Nó có tên là Why by Yves Saint Laurent. Đây là một cái chai nước hoa mình muốn đặc biệt giới thiệu lên cho các anh em trẻ tuổi, teen và sinh viên. Các anh em đang cần dùng tiền để đi tán gái, các anh em đang cần dùng tiền để đi ăn chơi nhảy múa, nhưng muốn có một chai nước hoa đa dụng, thu hút, quyến rũ, sexy thì Why by Yves Saint Laurent. Nó có nét tương đồng với Versace Eros nhưng mà mình nghĩ nó nhẹ hơn, và cái quan trọng nhất là nó cực kỳ quyến rũ và thu hút, rất hợp với các anh em tuổi trẻ, sinh viên đó. Ở vị số 9, Why by Yves Saint Laurent. Ở vị trí số 8, đây là một sản phẩm của nhà L'Occitane. Nó có tên là L'Occitane Audible. Cái mùi vani kết hợp cùng với nhang, và khi mà chúng ta mở nắp ngửi có một cái cảm giác, một cái mùi ngọt vừa đủ mix cùng với một cái mùi hơi cháy của gỗ. Và anh em nào cần tìm một cái, thứ nhất là giá không quá đắt, mùi hương độc, thì L'Occitane Audible là cái chính xác, là cái sự lựa chọn mà mình giới thiệu đây cho các anh em. Đây là chai nước hoa mà mình nghĩ là rất là hợp vào buổi tối trời mùa xuân ấy. Các anh em đi gặp gỡ một bạn gái nào đó và chúng ta cần một cái mùi hương nó vừa ấm áp vừa đủ đó, để bạn gái và bạn ấy cảm thấy dễ chịu và có một cái gì đó nó quyến rũ ngầm đó, thì L'Occitane Audible này cực kỳ thích hợp trong cái khung cảnh đó. Có thể là ngồi view ở trên tầng cao, ngồi uống cà phê nhìn ra ngoài, và một cái mùi hương ấm áp như này nó sẽ trợ thủ cho anh em rất là nhiều. Ở vị số 8, L'Occitane Audible. Ở vị số 7 đây là chai nước hoa có tên là Solo Lowell. Mùi hương nhẹ nhàng và quyến rũ. Anh em nào mà yêu thích cái mùi hương fresh, nhẹ nhàng và tinh tế, nam tính sử dụng trong mùa xuân thì đây chính xác là cái chai hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Mùi ổi, cam và ổi hương, đấy là cái sự kết hợp tạo nên mùi hương của chai nước hoa này. Mặc dù vậy, chai nước hoa này mình nghĩ là hơi khó tìm đối với các anh em, bởi vì nó không được quá là phổ biến. Thế nhưng anh em nào, mình nhắc lại, anh em nào yêu thích cái phong cách fresh, nhẹ nhàng thì nên thử chai nước hoa này, Solo Lowell. Ở vị trí số 6 là của Dior, nó có tên là Dior Sauvage Eau de Parfum. Cá nhân mình thì mình vẫn thích Dior Sauvage Eau de Toilette này hơn. Thế nhưng mà cơn đoan đang đến lại vào cái thời điểm mùa xuân này thì nó cũng không còn lạnh nữa và bắt đầu chuyển sang hơi nóng. Thì mình nghĩ là Eau de Parfum sẽ hợp lý hơn Eau de Toilette. Bởi vì sau phiên bản đời đầu này thì mùi hương này nó đã làm tròn trịa hơn và nó mềm mại hơn, nó không còn có vẻ banh và sắc giống như bản Eau de Toilette. Thì mình nghĩ là với cái thời tiết khí hậu mùa xuân thì nên dùng bản Eau de Parfum này hơn. Về cơ bản thì mùi hương này vẫn cực kỳ quyến rũ, vẫn cực kỳ thu hút và cực kỳ sexy. Đó vẫn phải là Dior Sauvage trong top list dùng trong chai hoa mùa xuân của mình. 10, 9, 8, 7, 6. Ok, ở vị trí số 5, đây là một sản phẩm của nhà Prada. Nó có tên là Prada L'Homme. Đây là cái phiên bản tiếp theo của Prada L'Homme, nhưng nó có sự thay đổi. Đó là nó thêm cái nốt chanh ở mở đầu, ăn nốt cam ở mở đầu, và kết thúc thì vẫn là hoa diên mỹ. Cá nhân mình thì mình thích phiên bản này hơn, bởi vì ở cái phiên bản Prada L'Homme, nó mùi hương của nó khi từ lúc bắt đầu xịt cho đến lúc dry down của nó thì mình thấy hơi thỉnh thoảng, đôi khi mình cảm thấy hơi đơn điệu. Còn ở chai nước hoa này thì nó có thêm cam, thì ngửi thì nó có thể là nó a bò cờ hơn, nhưng cái quan trọng mùi hương này nó vẫn là fresh, soapy và cực kỳ sạch sẽ. Anh em nào mà đi làm văn phòng thì nên sử dụng chai nước hoa này, và nam tính nữa, rất là ok. Một vũ khí mình muốn giới thiệu này cho các anh em, Prada L'Homme. Ở vị trí số 19, 8, 7, 6, 5. Ở vị trí số 4, đây là một sản phẩm của nhà Banana Republic 17 Yves Mozart. Sự kết hợp giữa trầm, hồng và nghệ tây. Thế nhưng mùi hương của chai nước hoa rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoang thoảng. Mặc dù sử dụng hai cái nốt hương liệu mà cực kỳ khá là đậm,
đó là Trầm và Hồng. Thế nhưng ở Chai Nước Hoa này thì nó, bởi vì cái tinh thần nó kết hợp giữa phương Đông và phương Tây, do đó mùi hương của Chai Nước Hoa này mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Mình nghĩ là Chai Nước Hoa này cũng khá là đa dụng, các anh em có thể dùng vào mọi dịp. Tuy nhiên nếu như mà anh em nào sử dụng trong, có ý định sử dụng trong cả ngày thì nên mang theo hoặc là mang một lọ chiết nhỏ, bởi vì độ bám tỏa mùi của Chai Nước Hoa này là không phải là quá xuất sắc. Không phải là kém, thế nhưng không phải là quá xuất sắc. Do đó là nếu như có định sử dụng đi cả ngày thì nên mang chiết theo hoặc đút chai này vào trong túi để sử dụng thêm, để đảm bảo cái độ mùi hương của Chai Nước Hoa này. Ở vị trí số 3, đấy là một sản phẩm của nhà Montere, nó có tên là Oud Leather. Thực tế mà nói, những Chai Nước Hoa của nhà Montere mình chưa bao giờ mình ấn tượng, bởi vì cái mùi hương nó không phải là quá nổi bật, không phải là quá là xuất sắc. Thế nhưng ở Chai Nước Hoa này, Oud Leather này, thì mình có một cái đánh giá khác. Sự kết hợp giữa da thuộc và nghệ Tây tạo nên cái mùi hương nam tính, độc đáo và không đụng hàng. Anh em nào mà ưa thích một cái mùi hương không đụng hàng và cực kỳ là nam tính thì Montere Oud Leather này là cái sự lựa chọn không hề tệ. Mặc dù có sử dụng da thuộc, thế nhưng mùi hương Chai Nước Hoa này rất là nhẹ nhàng, không phải là quá nồng nàn đó, thì các em hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng, bởi vì nhà nước hoa này có rất là nhiều những chai nước hoa mà xịt một phát thôi thì ngất ngây con gà Tây, nhưng ở Oud Leather này thì nó có vẻ nó nhường nhịn hơn, nó biết tôn trọng người ngửi hơn. Đó, ở vị số 3, Montere Oud Leather. Ở vị trí số 2, đây là một sản phẩm đến từ nhà nước hoa của Na Uy, Year Next by Year. Thực tế mà nói thì mình có giới thiệu một vài chai nước hoa này cho một vài anh em, thì có những anh em thích, và đợt vừa rồi có một bạn, trước Tết các bạn, một bạn đã đặt order chai nước hoa này, nhưng mình cũng chưa có dịp hỏi lại là bạn ấy có thích hay không. Mình hy vọng là người anh em thiện lành đấy thích chai nước hoa này, bởi vì nó mang cái âm hưởng của thời tiết ở Na Uy, có núi, có mây, có rong rêu, và mùi hương chai nước hoa này cực kỳ là nhẹ nhàng, thanh lịch. Do đó ở vị số 2, mình muốn giới thiệu cho anh em Gear Next by Gear. Và cuối cùng, ở bên số 1, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Lalique White. Nhà Lalique này thì nó là kim hoàn, thế nhưng những cái sản phẩm nước hoa của nó thì mình đánh giá rất là cao, bởi vì cái độ tinh tế trong chai lọ và cái độ nhuần nhuyễn trong cách blend mùi của mùi hương mà Encrem Lyre luôn luôn được xếp top những chai nước hoa giá rẻ nhưng chất lượng niche. Ở chai nước hoa Lalique White này thì nó có sự kết hợp giữa gỗ chất tùng và me. Anh em nào nếu như bắt đầu muốn tập ngửi mùi gỗ và không muốn một cái mùi hương nó quá là nồng và blend mùi rất là nhuần nhuyễn để mình có thể cảm nhận được tốt về cái nốt gỗ, đặc biệt là muốn học về cách ngửi mùi gỗ chất tùng, thì Lalique White này là mình muốn giới thiệu cho anh em. Giữa me và gỗ chất tùng kết hợp rất là ok, mùi gỗ nhẹ nhàng và blend mùi rất là nhuyễn. Ở vị số 1, Lalique White. Thì vừa xong mình giới thiệu đến cho anh em top 10 chai nước hoa dành cho mùa xuân của 2020. Mình hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu anh em cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.